Hello, xin chào tất cả anh chị đã đến với kênh Minh Ngọc Vlog. Và ở một số video trước á, thì mình cũng có chia sẻ cùng mọi người về cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ. Nhiều người thắc mắc cũng có hỏi mình là giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ với giống cà phê Thiện Trường Lá Lớn thì nó có những cái gì khác nhau và giống nhau như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ đi qua cho mọi người xem một cái vườn giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ nha mọi người. Giống đó thì nói chung nó nhiều cái khuyết điểm nên là hầu như là mình không có làm video về cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ mấy. Tức là mình chỉ nhắc đến tên của giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ thôi. Thì video hôm nay mình sẽ đi quay cho mọi người xem thực tế về cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ luôn. Thì mọi người cùng theo mình đi xem cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ ra sao nhé mọi người. Thì vườn này thì cũng ở gần ngay nhà mình thôi. Thì ngay trước cửa luôn. Nhưng mà mình hầu như là giống đó không được năng suất lắm nên là mình cũng không có chia sẻ nhiều về cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cho mọi người xem, và mọi người nếu mà xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình một like, bạn nào yêu thích thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh để giúp kênh phát triển hơn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi quay cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ nha mọi người. Đối với giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ này á, thì nó có rất nhiều cái khuyết điểm như mọi người. Bây giờ mình sẽ quay thực tế từng cây cho mọi người xem. Rồi với lại lát nữa mình sẽ quay để so sánh cái vườn cà phê lá lớn cho mọi người xem. Mình hay quay làm cái giống cà phê Thiện Trường Lá Lớn đó mọi người. Nên là ít khi mình quay về cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ vì nó ngay trước cửa luôn nhưng mà nó không được đẹp cho lắm. Thì theo như so sánh thì mọi người có thể là giờ mình sẽ quay thực tế cho mọi người xem. Hiện tại thì cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ này nó đã rất là chín đỏ rồi nha mọi người. Rụng dưới gốc thì phải nói là rất là nhiều rồi. Đó, và rụng khô dưới gốc này. Đó, mọi người có thể thấy này. Nó rụng rất là nhiều. Với lại giờ hiện tại là giống này nó đã chín rất là đỏ rồi. Và hôm nay mình sẽ so sánh cái giống cà phê, những cái ưu nhược điểm của nó nhé. Cái đầu tiên là mọi người có thể nhận diện được cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ là từ cái lá của nó nha mọi người. Cái màu lá thì nó đã không xanh đậm như là cái giống cà phê Thiện Trường Lá Lớn, và cái lá nó khá là nhỏ nha mọi người. Lá nó rất nhỏ. Đây mọi người. Đây là cái nhận diện đầu tiên để các bạn có thể biết được đâu là cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ nhé. Đó thì mọi người có thể nhận diện đầu tiên là cái lá, qua cái màu lá và chi tiết ở lá. Lá rất là nhỏ thôi. Đó, và nó không giống này thì nó chín rất sớm. Bây giờ đã chín rất đỏ rồi. Đó mọi người có thể thấy nhé. Giờ nó đã chín rất là đỏ. Tuy nhiên vườn này á, là ở ngay gần nhà mình nên là mọi người đi hái ở vườn xa trước. Còn cái vườn này ngay gần nhà thì họ sẽ hái sau, tại vì như an ninh ở chỗ này thì lại rất tốt nên mọi người không phải lo sợ mất trộm, nên mọi người vẫn cứ để lại, tại vì còn rất là nhiều vườn cần hái trước á. Giống này hiện tại nói chung là còn cái thứ hai thì cái cành của nó này, cành tay nó rất là ngắn nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy cành tay nó rất ngắn, và dù là cây nó còn tơ nhưng mà nó sẽ lên dù rất là nhanh nha mọi người. Đó, cho nên là cái năng suất của nó sang năm sau nó sẽ không đạt được như là cái giống cà phê Thiện Trường Lá Lớn. Giống này có thể năm nay hái được nhiều hơn một chút nhưng mà năm sau nó sẽ mất, nó sẽ giảm cái năng suất nhé mọi người. Nếu mà tính năng suất thì giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ này nó còn thua cả giống lá xoài nhé mọi người. Cho nên là giống này mình ít khi làm về, ít khi mình quay về nó, tại vì sản lượng của cái giống này nó không được đạt lắm nha mọi người. Và đặc biệt là giống này nó chín sớm, vào cái mùa này hầu như là ở nhiều khu vực như là Tây Nguyên nó lại hay vào cái mùa là thời tiết là hay mưa. Mà nếu mà mưa gặp cái giống Thiện Trường thì các bạn cũng biết rồi, nếu mà đã chín như vậy mà gặp khoảng 2 trận mưa thôi là nó sẽ rụng rất là nhiều. Nếu mà mình thu hoạch không kịp thì rụng rất là nhiều, nên là đó cũng là những cái nhược điểm của cái giống cà phê Thiện Trường Lá Nhỏ này nhé. Và trong khi đó những cái cành ở tầng thấp như thế này này, như là những cái chồi nuôi của mình nó lên cũng yếu, nó không lên được mạnh. Nên là
những cái cành này á là nó lên dù sẽ rất là nhanh. Mọi người có thể thấy này, những cái cành nó đã có trái rồi thì ở trên nó không còn bao nhiêu cặp cành nữa, cho nên là sang năm sau thì năng suất nó giảm sẽ rất là nhiều. Vườn này á thì ngay trước cửa nhà mình, vườn này là chăm rất mạnh nha mọi người. Bón phân hàng năm là từ 5 đến 6 đợt phân luôn đó mọi người. Tại vì họ chăm rất mạnh, một lần phân chuồng với 5 đến 6 lần phân tây. Tuy nhiên là vườn mình mỗi năm chăm 4 đến 5 lần phân thôi, họ vẫn chăm hơn mình một lần phân tây á mọi người. Phân chuồng thì vẫn như nhau rồi. Tuy nhiên là so sánh với cái sản lượng như là giống cà phê thuyền trưởng lá lớn thì năng suất của cái giống này nó không thể nào là nó tăng được, như không thể nào năng suất được những cái giống là thuyền trưởng lá lớn nhá. Cho nên là mình ít khi mình làm về cái video về những cái giống cà phê thuyền trưởng lá nhỏ này nhá. Và hôm nay thì video này mình chia sẻ, nếu mà mọi người có chọn giống cà phê thuyền trưởng thì nếu mà giống cà phê thuyền trưởng lá nhỏ này thì mọi người không nên lấy về ghép nhé. Ghép rồi mai mốt mất công rồi cải mất công để ghép lại để cải tạo lại vườn nhé, mất mấy năm trời. Ngày xưa thì nói chung lúc đó thì họ cũng không biết, họ lấy về ghép. Vườn này là ghép sau mình vườn mình khá là nhiều năm. Vườn này ghép chắc năm nay năm thứ 6 thứ 7 thôi. Còn vườn mình là trên 10 năm rồi mà cành tay vẫn dài. Năng suất vẫn ổn định nhé. Còn như đây là mọi người thấy này, cành tay nó khá là ngắn. Và tỷ lệ đóng trái của nó nếu mà ở dưới tầng thấp là bị hạn chế ánh sáng. Không có ánh sáng thì vườn cà phê thuyền trưởng lá nhỏ này nó sẽ bị rụng trái rất là nhiều, rụng trái non vào những cái mùa rụng sinh lý. Kể cả mức chăm có chăm mạnh nhưng mà nếu mà giống này thì mọi người có chăm mạnh nhưng mà năng suất vẫn không thể nào đạt được như cái mong muốn. Như giống này thì nếu mà chăm tốt thì vẫn có thể đạt được từ 5 đến 6 tấn trên 1 hecta. Còn đối với cái giống cà phê thuyền trưởng lá lớn thì mình chăm nhịn hơn một xíu thì vẫn đạt được 5 đến 6 tấn 1 hecta nhé mọi người. Giống này nếu mà thay vì các bạn ghép giống này thì ghép giống lá xoài thì năng suất hơn cái giống cà phê thuyền trưởng lá nhỏ này nhé. Đó. Và bây giờ thì tiếp tục mình sẽ đi quay cho mọi người xem cái vườn cà phê thuyền trưởng lá lớn để mọi người so sánh nhé. Giống này là chín khá là sớm nhé mọi người. Hầu như là giờ đã chín đỏ rồi. Đó. Như cái này là thu hoạch giờ này, tầm này là chín quá đỏ rồi đó mọi người. Vậy trời ở khu vực mình hiện tại đang là rất là tối nhá. Hay là vào những cái mùa này nó dễ gặp những cơn mưa trái mùa. Nên là rất là nhiều khi mà hái thu hoạch không kịp là nó rụng rất là nhiều. Ở đây là vườn của mình trên 10 năm rồi nhá. Đó, hiện tại giống cà phê lá lớn này thì vẫn đang còn khá là xanh nhá. Đó, mọi người có thể thấy này. Đó, còn rất là xanh nhá mọi người. Như cái giống thuyền trưởng lá lớn này thì tầm 15 đến 20 ngày mới chín nha mọi người. Tuy là vườn mình đã ghép hơn 10 năm rồi nhưng mà cành tay nó vẫn là khá là dài và trái vẫn là nhìn vẫn bắt mắt. Và lá các bạn có thể so sánh này, cái lá cà phê của giống cà phê thuyền trưởng lá lớn này nó sẽ to hơn cái giống cà phê thuyền trưởng lá nhỏ nhé. Tuy là vườn mình nó già cỗi rồi mà nó vẫn còn là khá là ok. Nói chung là giống này thì nó chín muộn hơn. Còn cái giống là thuyền trưởng lá nhỏ nó sẽ chín sớm hơn nhé. Vườn mình rộng quá mọi người. Nên là quay không nhìn thấy trái đâu. Nói chung là vườn mình nó cao quá. Nói chung mình những cái cành một cành như thế này thì một thân này thì cũng tầm 5 đến 6 kg tươi. Và một cây cứ tầm 8 đến 10 thân, hơn 10 thân.
thì trung bình là một cây cũng được từ 40 đến 50 kg tươi trong một cây, trong một gốc như thế này nhé. Nhưng mà giờ quay thế này nhìn không thấy trái nha mọi người, tại mình cũng làm thả ngọn nó cao quá. Cái này phải vào cái mùa mà quả nó chín á thì quay mới thấy trái nha mọi người. Mình sẽ cho cái máy lên cao một chút để mọi người có thể xem được không? Cho cả cái máy lên thêm 1 mét nữa nhưng mà vẫn quay không không đến trên ngọn nữa. Đó, nói chung là hầu như còn khá là xanh. Cành này là cành thực sinh. Cành thực sinh thì bắt đầu chín rồi mọi người. Đó, còn cành thiện trường thì đang còn khá là xanh. Thiện trường còn rất là xanh nha mọi người, thiện trường lá lớn này đang còn rất là xanh nha mọi người. Kéo xuống thế này thì chắc mọi người mới thấy được. Đó, hầu như là mọi người chưa biết về cái giống cà phê thiện trường lá nhỏ mấy nên là hôm nay mình mới tiếp tục đi quay làm video cho mọi người, quay cho mọi người xem cái giống cà phê thiện trường lá nhỏ và cái giống cà phê thiện trường lá lớn nó khác nhau như thế nào. Thì đó, đây là giống cà phê thiện trường lá lớn, và cái giống lúc đầu mà mình quay cho mọi người là giống cà phê thiện trường lá nhỏ nhá. Thì hầu như mọi người có thể hình dung được nhé mọi người. Xem thôi thì như là giống cà phê thiện trường lá lớn, lá của nó sẽ to xanh đậm, và cành của dòng cà phê thiện trường lá lớn này nó rất dài nhé, nó là mỗi cành nó cả trên 1 mét đó mọi người, từ đầu cành đến cuối đến đến cái thân là nó phải trên 1 mét, tầm 1 mét, tầm 1 mét 3, 1 mét 4 gì đó, rất là dài nhé mọi người. Và chùm trái của dòng cà phê này nó rất là to, rất đóng cục nhé. Nó không phải là như cái dòng cà phê thiện trường lá nhỏ. Dòng cà phê thiện trường lá nhỏ là cái dòng lá của nó là sẽ rất là nhỏ và cành nó rất là nhỏ nhé, cành nó cũng yếu. Cho nên là năng suất của vườn là sẽ không thể nào đạt được như cái dòng cà phê thiện trường lá lớn này nhé. Thì một lưu ý, nếu mà mọi người có cái chọn giống á, về ghép thì không nên chọn giống cà phê thiện trường lá nhỏ nhé. Đây này, đây là cây cà phê thiện trường lá nhỏ này mọi người. Trước là bị ghép lộn. Lộn mắt ghép. Hồi trước đi lấy mắt ghép về cũng cắt lộn đó mọi người. Lâu lâu nó có một cây này, bị lẫn ở trong vườn nhá. Chăm cùng một mức chăm trong vườn luôn nhưng mà nó vẫn năng suất không được nhá mọi người. Đây. Đây là một cây cà phê thiện trường lá nhỏ luôn này. Bắt đầu lên bên trên cái là nó bị rụt ngọn, rụt đọt và nó bị lên dù, và tầm này thì năm nay chỉ có chặt thôi mọi người. Như cây này chỉ có chặt đi thôi, rồi ghép lại. Chặt đi nuôi lại chồi gốc và ghép lại nhé. Đó thì hôm nay thì mình cũng vừa quay cho mọi người xem cái giống cà phê thiện trường lá nhỏ và cái vườn giống cà phê thiện trường lá lớn của nhà mình nhé. Thì so với hai giống này nhá, thì theo như nhận định của mình thì giống cà phê thiện trường lá lớn là vẫn năng suất cao, còn giống cà phê thiện trường lá nhỏ như mọi người nãy mình cũng quay thấy cho mọi người rồi. Thì để cách nhận biết của giống cà phê thiện trường lá nhỏ là trước tiên là cái lá của cây nó sẽ không xanh đậm và lá sẽ to, không to được những cái giống cà phê này. Và cành này, cành tay của nó này, những cái cành tay nó rất ngắn nha mọi người, nên là nó sẽ không được năng suất như cái giống cà phê thiện trường lá lớn này. Và mức chăm sóc á, thì có thể là chăm sóc như nhau nhưng mà cái giống cà phê thiện trường lá lớn lúc nào nó cũng sẽ năng suất cao hơn, tại vì cành tay nó to hơn, cành nó dài và lá lúc nào nó sáng bóng á, mình nhìn lúc nào nó cũng sẽ đẹp và mướt hơn nhé. Còn giống cà phê lá nhỏ thì mình có chăm sóc nhưng mà nó cành tay nó ngắn á, thì nó không được năng suất. Đây cũng một cây cà phê thiện trường lá nhỏ này, mọi người thấy này. Đó. Nhìn lá này mọi người có thể so sánh được, lá nó rất nhỏ quá,
và nó có những cái đường gân ở lá, nó nhìn nó không được đẹp, kể cả thế nào nó không nhìn nó cũng không vào mắt. Những cây này á, là chỉ có trước là mình ghép cắt nhầm một vài cây á, một vài mắt về, nên là tới đây mình sẽ ghép lại hết nhé. Rồi video của mình hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một cái video tiếp theo của mình nhé.